Xin chào mọi người nhé. Hôm nay tôi thử quạt trần này nhé. Đây thì nó trước tiên chúng ta thử cái này thì chúng ta phải biết cái này. Đây là 3 dây nhé, 3 dây của quạt nhé. Ta phân biệt được màu đỏ, xanh, vàng nhé. Thì nó có một cái ký hiệu ngoài này mà các bạn thường phải nhìn này. Ở đây này. Còn này tôi giờ đây các bạn thấy rõ không? Đây này, đây là động cơ này, 3 dây này. Xanh, đỏ, vàng này, đúng không? Xanh, đỏ, vàng. Thì một động cơ này là nó liền với nhau nhá, xanh vào chè mũi chín rồi đỏ này, đỏ vào dây vàng này, nó liền nhau. Thì đầu tiên để biết như vậy thì 3 dây thì chúng ta phải đo này. Rồi thì tôi giải thích ở bên trên này. Đỏ tức là nó ra hộp số này, một dây ra hộp số này, thì một dây hộp số, một dây ra nguồn này. Còn xanh này, này xanh này là nguồn 220 đấu trực tiếp này, xanh đấu trực tiếp này, tức là vào nguồn một dây của 220 này, một dây xanh này. Còn một nguồn là vào dây đỏ, đỏ này là vừa đấu một chân của tụ điện nhé, một chân của tụ điện, một chân của nguồn nhé, một chân tụ điện, một chân vào, một chân tụ điện và một chân hộp số nhé, một chân tụ điện và một chân hộp số, và hộp số bắt ra nguồn. Còn dây vàng là dây tụ nhé, dây vàng này dây tụ này, đấu cho đúng là như thế này. Đây tụ 4 mi nhé, tụ của nó là tụ 4 mi các bạn nhé, 4 mi nhé. Dây vàng là vào tụ này. Đó. Còn dây đỏ là nguồn tụ hộp số này. Đỏ là nguồn tụ hộp số này. Chúng ta lấy hai dây này gặm vào ổ điện là nó chạy này. Nhá. Hai cái này gặm vào ổ điện là nó chạy. Đó là cách đấu tụ của nó. Đó là cách đấu tụ. Nhưng để chúng ta biết cái này như hỏng như thế nào thì chúng ta phải đo nhé. Bây giờ chúng ta phải đo thì các bạn phân biệt được nhé. Rất quan trọng, nhiều khi đo cái này các bạn rất có thể nhiều người ngơ, không thể không hiểu nữa được. Đấy, chúng ta để đồng hồ đây nhé. Nó lúc lạc này. Đấy, đồng hồ đây cũng được. Chúng ta đo vào thang nhân 10 nhé. Chúng ta đo 3 dây này. Đây, 3 dây này, dây nào cũng thông rồi nhé, là nó thông nhé. Bây giờ ta đo từ dây vàng này, sang dây xanh này, là lên này. Từ dây xanh sang dây đỏ này, hỏng này. Các bạn thấy hỏng không? Đấy, và đo ngược lại. Đó ngược lại các nút lại là nó không, cái này đứt vừa mất đồng hồ các bạn, là nó sẽ không lên nhá. Dây đỏ với cái dây vàng này chúng tôi cầm rồi để cho ấy nhá, cho gì ấy nhá, không có nó rơi nhá, nó không lên này. Đó tức là dây đỏ đã bị đứt nhá. Đỏ là thuộc vào dây nguồn, dây tụ nhá, là dây chính giữa nhá. Đây thì bây giờ như thế này, cái này họ yêu cầu là nếu mà sửa được, tháo ra sửa được thì sửa, không sửa được thôi, không quấn nhé. Về trường hợp như thế này là bị dây đỏ bị đứt nhé, chính là dây chính giữa nhé. Thì vậy chúng ta sẽ tiến hành tháo. Tháo cái này thì chúng ta dùng cà lê 10, cà lê 10 nhé, vặn hết toàn bộ cánh ra nhé.
Đây chúng ta vặn hết. Cái này của các bạn xem vào đấy nhá. Của quạt trần này. Model QT1400 này. 400 điện 220 này. Công của điện cơ 91 nhá. Đây và cái này là giới thiệu nhá. Còn bên này là tem nhá. Tem chống hàng giả nhá. Không biết giả thật đây thì chúng tôi không biết, nhưng mà nó cũng khá hư mau. Bây giờ chúng ta vặn. Rồi nhá, chúng ta tháo toàn bộ cánh nhá. Bây giờ chúng ta phải để kéo cái này ra lên này. Chúng ta kéo cái này. Kéo lên được. Ui, chặt quá. Đấy, kéo lên các bạn này. Đấy. Nó có cái hòm phanh này. Chúng ta vặn ra. Đây chúng ta kẹp ra. Rồi, chúng ta vặn cái này ra nhé. Để cái này. Đấy, chúng ta tháo vặn cái này ra. Chúng ta vặn từ từ nhé. Không có gì mà vội kìa. Đấy, để trong là có. Bây giờ giật dây này đó. Rồi. Bây giờ chúng ta lôi cái này ra nhé. Lôi ra hẳn luôn nhé. Lôi ra hẳn nhé. Để chúng ta để mặt hửa các bạn. Đây. Đơn giản tháo cái này ra. Bây giờ cái này các bạn nhé. Khổ. Thì từ phải khổ nhé. Nhập thao cho cái này nó ra nhé. Rồi thì tôi lấy cái khác ạ. Các bạn có đinh đây các bạn nhé. Đinh nằm ở dưới vít nhé. Nó có 3 đinh nhé. Đây một đinh. Đấy. Chúng ta tháo cái này ra này. Đấy. Chặt quá các bạn. Rồi. Hai đinh này. Ba đinh này. Thì các bạn thổ nhé. Chặt quá các bạn. Để tôi vặn đấy ạ. Đây vặn hết 3 đinh nhá. Và chúng ta đồng thời thổ nhá. Chúng ta dùng như thế này, chúng ta khổ bên trên này. Ra, khổ nhẹ nhá. Đấy. Và thổ nhẹ nhá. Và chúng ta thổ bên trên này. Khó ra lắm các bạn nhé, quá dễ nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vào khía giờ này. Đấy, ra đây. Ở bên này. Tôi đóng mép vào bên này cái đó. Chúng ta phải mép đối xứng nhé.
rồi nhá, chúng tôi mở ra nhá. Đấy, các bạn thấy không? Nó bởi vì viên bi này này mà nó chặt như vậy ấy, các bạn biết không? Đây, để xem thử dây như thế nào, có đứt đóm gì không? Cổ ở đây ok. Ok, rồi thủ ra có thể xem sao nhé. Thủ ra bên trên có thể xem sao. Có thủ được không biết. Bên trên này là khó thủ lắm các bạn nhé. Chỉ có nhìn bên dưới thôi, bên trên là bây giờ thủ nó không ra nhé. Để xem thử nào. Bên trên vặn ra vặn được các bạn. Các bạn khi cài cái này ra, chúng ta cài vào đây nhé. Chúng bật ngược này nhé, để cho cái này nó lùi lôi ra nhé. Còn nếu mở bên trên thì ở bên giữa ba cái lỗ này, này có một cái bao vít này, này. Đấy. Rồi nhá, đây là mâm đồng của nó nhá. Mâm đồng của nó. Đấy, chúng ta bây giờ chúng ta thổ nhá. Cà đít mất các bạn. Rồi, đáng lẽ tôi phải luôn cái dây này ở bên trên này, nhưng mà không khao để tôi kéo nó lại được. Thấy được thế cũng được, kéo luôn nhé. Ba vít đây. Đây, nó vòng bi đây, vòng bi của nó không biết là 200 mấy đây, 202 và vòng dưới 203 thì vậy. Tiếp tục chúng ta kiểm tra nhé, dây đỏ nhé, dây đỏ nó vào đây, chúng ta cắt ra và chúng ta hồi nữa chúng ta sẽ tiến hành đấu nhé, nối nhé, có thể có khả năng bị đứt ở đây không. Đây, cắt lại. Chúng ta coi được cứu được, chúng ta cứu các bạn nhé. Thường thường nó bị đứt ở đây này. Đấy, ba mũi này có thể xem sao. Thank you.
đây nha, chúng ta để kiểm tra là bị hỏng dây nào nhé. Dây là vàng với cái đỏ. Đây dây chung các bạn nhé, dây xanh này dây chung nhé. Dây xanh này dây chung thì chúng ta thể vào dây vàng được. Còn dây đỏ không được này, dây đỏ bị hỏng này. Cái dây đỏ là dây chạy các bạn nhé, dây đỏ là dây chạy nhé. Dây ở vòng ngoài này chúng ta có thể tìm theo vòng ngoài này, nói chung vòng này. Đấy. Trường hợp bị đứt ở đâu, trường hợp này bị đứt thôi, có thể là bị chập. Đây dây đỏ dây ngoài cùng các bạn nhé. Mà gì nó đứt nó thẳng này thì đẹp. À, cái này tôi giới thiệu xíu nhé. Cái này là cuộn dây quay trong từ trường nhé. À, đây là cuộn dây của nó này, quạt trần này. Nó cuộn dây này. Còn đây là 500 điên này. 500 này. Để chúng ta khổ vào. À. Quay trong từ trường 500 ở ngoài này. Đây. Nó cũng là 500 à. Cái này là nó à, đây đây đây, nó ở bên trong bên kẹt này chưa có 500 nhé, 500 nhẹ nhé. Đấy, còn cuộn này cuộn dây quay trong từ trường đấy, của nó là như thế này đây, của nó là đấy, ở bên dưới nhé, cái này ở bên dưới, còn cái này ở bên trên nhé, cái này ở trên xuống nhé. Đấy, cuộn dây quay trong từ trường nhé, nó chung chạy đề nhé. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Nó về vòng này thì thường thường cái này hỏng thì ít người quấn lắm. Cái này quấn khá khó, quấn thì quấn được nhá. Không khó, không phải là không quấn được. Thôi video đến đây kết thúc thôi, bởi vì là tôi tìm mãi không ra. Tìm mãi chưa ra được. Nếu ra lúc nào thì tôi sẽ chỉ cái điểm đứt của nó, không quấn lại thì họ không quấn mà tôi cũng không quấn. Bởi vì cái này không nên quấn nhá. Thôi cảm ơn quý vị các bạn nhé. Nhớ ấn nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé.